Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Computer. Vậy là chúng ta đã tới được số hỏi đáp số 5. Ở trong số hỏi đáp ngày hôm nay, mình và anh Tiến sẽ cùng nhau nói về một yếu tố, đó là về RAM, cụ thể là RAM 5 và những yếu tố liên quan. Và không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy vào luôn câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi đầu tiên đó là xung nhịp về RAM đã gia tăng như thế nào trong mấy năm qua? Thì cái xung nhịp RAM thì nó và các cái băng thông truyền tải ấy, thì trong những năm gần đây là nó đã gia tăng rất là lớn. Ví dụ như DRAM 3 sang DRAM 4 thì tốc độ truyền dữ liệu của DRAM 4 sẽ cao gấp đôi DRAM 3, và DRAM 5 thì tương tự như vậy, cũng cao gấp đôi DRAM 4. Ví dụ như tốc độ truyền tối đa của DRAM 4 là từ 12.800 đến 25.600 MB/giây, còn DRAM 5 lại cao gấp đôi từ 25.600 đến 51.200 MB/giây. Tất nhiên cái việc mà tăng xung nhịp cũng như băng thông như vậy thì dẫn tới thiết kế là cái độ trẻ được tham minh nó cũng sẽ gia tăng cao hơn. Tuy nhiên cái việc yếu tố mà tham minh nó tăng lên ấy thì nó cũng không quá ảnh hưởng đến nhiều vấn đề về hiệu năng, bởi vì cơ chế của DRAM 3, DRAM 4 và DRAM 5 nó khác nhau. Trong đó thì ví dụ anh ví dụ đơn giản như là DRAM 4 bớt 2400 chẳng hạn, nó sẽ có tham minh là 17 chẳng hạn. Nhưng mà sang DRAM 5 ở bớt 4800 thì nó sẽ có là 40, ví dụ như thế. Tuy nhiên là chúng ta không nên nhìn vào cái tham minh cũng như là cái mức xung nhịp để đánh giá kết luận rằng là DRAM5 thì có cái mức hiệu suất nó sẽ thấp hơn DRAM4 như thế, bởi vì cách thiết kế như là nó khác nhau. Cái quan trọng nhất về mặt kỹ thuật thì cái việc mà ảnh hưởng trong đến tốc độ và hiệu suất của RAM ấy, thì nó liên quan đến cái thiết kế trong cái banh group. Thì cái này banh group nó là một cái từ chuyên sâu, thuật ngữ chuyên sâu về cái RAM, thì các bạn có thể google cái gì. Thì trong cái bối cảnh này thì các bạn có thể hiểu qua là cái việc mà cùng mức tham minh, cùng mức xung nhịp nó khác nhau, hoặc là nó khác nhau ấy, thì cái việc mà ảnh hưởng nhất là cái banh group trên RAM này. Thì cái việc mà các bạn tìm hiểu về banh group thì các bạn có thể chạy cái phần mềm Thái Phong Winner HW Monitor. Thì có thể tìm hiểu được cái thông số trên đấy. Và các nhà sản xuất thường thì người ta sẽ không nêu yếu tố trên các cái spec đặc tả kỹ thuật của RAM. Buộc lòng thì khi chúng ta cắm vào cái các cái hệ thống thì chúng ta tìm hiểu dần. Và khi những cái sự khác biệt như thế thì cái hiệu năng nó sẽ khác nhau, chênh lệch nhau rất nhiều. Và chúng ta lúc này chúng ta cần xem xét các yếu tố khác nhau đấy. Để cho dễ hình dung hơn thì việc thanh RAM D4 và D5, anh em không thể nào nhìn mỗi spec thôi. Những cái thông số mà họ ghi trên đấy và nó kết luận rằng là RAM 5 trông không khác gì đến RAM 4, mà chúng ta phải tìm hiểu thực tế và test thực tế mới có thể thấy được. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu hỏi số 2, đó chính là RAM DDR5 có khác biệt gì so với RAM DDR4 hay là không? Thực ra thì đây là câu chuyện mà khi mà RAM DDR5 bắt đầu, em nhớ không nhầm thì khoảng năm 2017, khi mà đấy là cái sự khởi xướng của GDEC. Nếu mà để anh em dễ hình dung hơn thì đây là Hội đồng Kỹ thuật Thiết bị Điện tử, một tổ chức về các cái tiêu chuẩn ngành, những cái liên quan đến thiết bị về máy tính. Thì với những cái ưu điểm và những cái cải tiến của RAM DDR5 thì về chắc chắn và lý thuyết trong một vài năm tới thì sẽ thay thế dần dần với RAM DDR4 và trở thành một trong những tiêu chuẩn đầu ngành dành cho RAM và những linh kiện liên quan đến PC hoặc là laptop. Thì mọi người đều biết là GDEC của DRAM 4 thì lại là 3.2 mega transfer trên giây, trong khi là DRAM 5 thì nó lại lên tới 4.8 mega transfer trên giây, tức là cao hơn đến 50%. Khá cao đấy. Và cái mà vấn đề liên quan đến tức là hiệu năng DRAM 5 hoạt động ở 1.1V tiêu chuẩn, trong khi DRAM 4 thì lại 1.2V, tức là nó tiết kiệm được cái điện năng và nó làm giảm nhiệt độ. Và trong khi cái DRAM 5 ấy, nó lại hay biết là nó sẽ trang bị một cái mạch quản lý tích hợp, gọi là viết tắt là BMIC. Cái mạch này nó giúp điều phối điện năng và ở các cái cấu phần khác nhau của cái mô đun độ dễ RAM này, thì lúc ấy là công nghệ này có thể khả năng hỗ trợ và điều phối điện năng tốt hơn rất là nhiều so với các cái thế hệ trước đây. Và từ đó thì giúp làm cho giảm nhiễu và mang cái tín hiệu toàn viện, tức là mình sẽ tính ổn định cao hơn, khả năng ép xung tốt hơn. Đấy. Thì với RAM DDR5 thì thông thường sẽ phân chia các bộ mô đun ra, thì ra làm những 32 bit độc lập để nhằm cái tăng hiệu suất và giảm độ trễ khi chúng ta truy cập dữ liệu ở trong cái trình điều khiển của bộ nhớ. Cái này thì nghe hơi xa xa một chút. Và trên RAM 5 thì sẽ có thêm một con chip ECC để giúp giảm thiểu cái rủi ro bằng cách sửa những lỗi xảy ra trong chip. Ngày xưa thì nếu như anh em nào mà quan tâm thì cái cụm từ ECC ấy, thật ra những cái chip nhớ ECC thường chỉ xuất hiện ở trong máy chủ, những cái thanh RAM mà anh em thấy được là mỗi một cái chip nhớ sẽ tương ứng với 1GB. Thì những thanh RAM bình thường có 8GB thì có 8 chip nhớ. Thế nhưng với những thanh RAM
RAM của SSD thì sẽ có thêm một chip nhớ nữa để có thể quản lý được cái vấn đề đó. Và kèm theo đó là những cái bộ kit RAM DDR5 thì sẽ trên máy chủ ấy sẽ được lắp thêm những cảm biến nhiệt độ để có thể gọi là quản lý cũng như là theo dõi cái nhiệt độ của cái hệ thống khi mà chúng ta vận hành. Và để cho anh em dễ hình dung hơn nữa thì cái sự khác biệt giữa RAM 5 và RAM 4 cụ thể là khi anh em làm việc với những cái phần mềm edit video, lúc đấy thì chúng ta có thể cảm nhận được cái sự khác nhau với tốc độ khi mà chúng ta render, cụ thể là với phần mềm Adobe After Effects, những cái phần mềm liên quan trực tiếp đến RAM thì anh em sẽ cảm nhận nhiều cái yếu tố thay đổi nhất. Và thêm một điều nữa, giữa khác nhau giữa RAM 5 và RAM 4 dĩ nhiên là về phần thiết kế những chân pin rồi, cái rãnh pin sẽ khác nhau, chắc chắn là sẽ tránh được cái vấn đề là người dùng lắp nhầm từ RAM 4 sang RAM 5. Và bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến câu hỏi số 3. Cái này chúng ta sẽ có một cái tên mã cụ thể hơn để cho anh em có thể xem và hình dung dễ hơn. Thì với RAM FuryBeast mà anh Tiến đang cầm trên tay ở đây thì có cái chất lượng cấu tạo bên trong như thế nào? Thì trên tay mình là một cái thanh bộ nhớ một kit Kingston FuryBeast. Kingston mọi người đều biết là đây là một công ty rất lớn và được thành lập vào năm 1987 tại California. Và năm nay là kỷ niệm 35 năm thành lập Kingston. Và đây là một cái thương hiệu được tìm kiếm và số lượng bán nhiều nhất trên thế giới trong nhiều năm vừa qua. Tức là thị phần về các cái thiết bị bộ nhớ thì là SSD hoặc RAM ấy, thì là thường là chiếm vị trí số 1 trong nhiều năm. Đây là một những cái thương hiệu và với sản phẩm đạt được độ tin cậy và chất lượng cao. Thì cái việc mà cái sản phẩm FuryBeast của mình cầm trên tay này thực ra nó là có một cái quá khứ từ trước rồi. Thì được phát hành vào năm 2012, tiền thân của nó là HyperX Beast. Và khi mà đây là một cái dòng sản phẩm mà có chất lượng cao và được rất nhiều người dùng tin cậy. Trong trải qua gần 10 năm phát triển thì 2021 ấy, HP đã mua lại cái thương hiệu HyperX. Do đó buộc lòng cái dòng sản phẩm Kingston phải đổi tên. Đổi tên từ HyperX sang FuryBeast. Thì đây là cái xuất xứ mà cái dòng sản phẩm này chúng ta cần biết. Và đây là một trong được thừa hưởng những cái tinh túy nhất từ Kingston. Và hiệu năng cũng như là giá cả của nó cũng rất là phù hợp với những đại đa số người dùng. Đấy là những thông tin sơ lược xoay quanh cái kit RAM Kingston FuryBeast. Thì trong cái khoảng thời gian đầu mới ra mắt thì Kingston cũng là một trong những hãng đưa ra những cái sản phẩm, những kit RAM DDR5 đầu tiên ở trên thị trường. Và năm 2021 thì mình cũng đã có trải nghiệm được một cái kit RAM đến từ Kingston rồi. Tuy nhiên thì anh em biết rồi đấy, mỗi một sản phẩm khi mà mới ra mắt thì chúng ta đều xuất hiện những vấn đề xoay quanh những cái bộ nhớ RAM DDR5. Ví dụ như là với Intel đây, anh em biết công nghệ là XMP, Extreme Memory Profile, thay đổi về phần xung nhịp, độ ổn định khi hoạt động. Vậy thì cái yếu tố này cụ thể như nào thì anh Tiến có thể nói thêm không ạ? Dạ, có rất nhiều vấn đề xoay xung quanh bộ nhớ DDR5 khi mà nó xuất hiện. Từ cái việc tính bật XMP có ăn hay không này, dầu tính tương thích này, cắm 5 xanh hoặc là không đạt được các xung nhịp tối đa khi mà mua 4 thanh cắm vào này, rất nhiều vấn đề khác. Thì cho nên cái điều này ấy, lý do đơn giản là đây là một cái nền tảng mới. Và giữa nhà sản xuất bộ mạch chủ, nhà sản xuất vi xử lý và nhà sản xuất RAM cần có thời gian để họ làm việc với nhau dựa trên các cái nguyên tắc đồng bộ khi mà phát sinh ra các vấn đề về lỗi. Vì vậy thời gian đầu thì một số người sẽ gặp rất nhiều các cái lỗi liên quan đến bộ nhớ DRAM có trên thị trường trên một số dòng bộ mạch chủ Z690, B660. Đặc biệt là khi bật cái tính năng XMP sẽ gây ra tình trạng màn hình say hoặc là không nhận đúng mức xung nhịp hỗ trợ mà người dùng mong muốn. Thì cái việc này mình xin giải thích là trước hết ở một nền tảng vi xử lý và chip xếp mới được giới thiệu thì Intel luôn luôn đưa ra một cái bản chi tiết thông số và các thông tin liên quan đến đặc đặc kỹ thuật để người dùng nắm được. Với thế hệ DDR5 và dòng chip xếp Z690, B660 ấy, thì Intel liệt kê rõ ràng mức xung nhịp hỗ trợ tối đa cho từng loại RAM trên các vi xử lý Intel Gen 12. Và cái này các bạn có thể tìm hiểu trên site của Intel vì họ cung cấp rất đầy đủ. Về điều thứ hai ấy, mà khi chúng ta áp dụng các cái vật XMP profile trong BIOS ấy, thì cho các cái hệ thống PC thì cần chú ý những cái vấn đề mà liên quan này. Một là bộ mạch chủ và xung nhịp bộ nhớ mà nó hỗ trợ. Thì hầu hết các bộ mạch chủ hiện tại đều có thiết kế hai kiểu cấu trúc liên kết là daisy chain và topology. Thì daisy chain nó sẽ thích hợp cho cái việc cắm hai thanh bộ nhớ thay vì bốn thanh bộ nhớ. Tức là khi mà một cái bộ mạch chủ mà có cái thiết kế cấu trúc liên kết PCB mà hỗ trợ daisy chain chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta cắm ra mở hai thanh nó sẽ tốt hơn là số việc cắm bốn thanh. Với các cái bộ mạch chủ mà có cái tính năng thiết kế cấu trúc liên kết PCB là topology ấy, thì chúng ta cắm bốn thanh thì nó sẽ đạt được hiệu suất tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là gì, là cái QVL, tức là những cái RAM bộ nhớ mà được test từ các nhà sản xuất bộ mạch chủ chúng ta phải xem danh sách đấy.
Cái thứ ba là vai trò của IMC, tức là bộ nhớ điều khiển tích hợp nằm trong CPU. Và cái thứ tư nữa là cái dung lượng bộ nhớ RAM được lắp đặt ở các cái khe RAM ấy, tức là một bộ nhớ mà có single rank với dual rank nó sẽ khác nhau hoàn toàn về khả năng hoạt động. Cái thứ năm nữa là cái quan trọng nhất là cái như cái chip BNIC mà anh vừa nói ấy. Thì bây giờ hiện tại là có 4 nhà sản xuất cái BNIC đấy, cho nên là không phải kit RAM nào nó cũng giống nhau, chỉ cần khác biệt nhau một chút là cũng chưa chắc là nhận. Cái CPU mà khi họ test là không nhận bớt RAM quá cao, tức là do cái bộ y nhớ IMC, bộ điều khiển tích hợp nó hơi yếu, nó sẽ không khiến được những cái bớt RAM xung cao. Đấy, cái này chúng ta phải cần lưu ý là khi chúng ta mua cái kit RAM cao cấp ấy, dùng RAM cao ấy, ngoài những cái điều kiện mà anh nói thì cái vai trò CPU, tức là bộ nhớ IMC bên trong ấy, nó cực kỳ quan trọng. Nó tóm lại ấy, một cái điều cuối cùng đấy cũng cần quan trọng nhất là cái BIOS của bộ mạch chủ. BIOS tốt được nhà sản xuất họ từ quyết tốt hơn thì khả năng bật XMP hoặc là khi nó xung cao nó sẽ tốt hơn. Cho nên mới có câu chuyện là thời gian đầu thì có những bộ mạch chủ của đến từ hãng A, hãng G nào đó thì bật XMP lại không ăn, không hoạt động đúng xung nhịp. Tuy nhiên chỉ qua một vài ba bản BIOS thì cái mức xung nhịp XMP nó sẽ nhận được các cái bộ nhớ RAM khác nhau. Và như vậy là các bạn cần phải lưu ý những cái điều này. Bởi vì nên nhớ rằng là vai trò và cái sự ổn định của bộ nhớ RAM nó cũng ảnh hưởng rất nhiều từ cái cấu tạo của bộ nhớ RAM cũng như các cái thành phần trên hệ thống PC liên quan. Và để cho anh em nào mà tìm hiểu được những thông tin như vậy, một số thông tin của anh Tiến có nói thì chúng ta cần phải sử dụng chi tiết, phải dùng rồi thì mới biết. Nhưng một số thông tin mà anh em có thể tìm được đó chính là anh em có thể lên trang chủ của bất kỳ một thanh RAM nào đấy, search tìm những thông số liên quan đến chip nhớ bên trong, những kiểu thanh RAM Kingston Fury Beats. Ở đây khi mà em tìm trên trang chủ thì cũng có ghi đầy đủ để chúng ta có thể tham khảo và chọn mua cho phù hợp nhất. Thì với những cái thương hiệu, những mức dung lượng hay là về phần xung nhịp thì chúng ta cần phải cân nhắc lựa chọn, đặc biệt là cái nhu cầu của bản thân phải là chính xác là gì, thì lúc đấy chúng ta mới có thể sử dụng những cái công nghệ mới. Tất nhiên thì đây là câu chuyện của hiện tại thôi, có thể tương lai một vài tháng nữa hoặc là một năm thì lúc đấy dùng cũng sẽ dễ hơn khá nhiều. Và giống như anh Tiến có nói thì với một thanh RAM thì có rất nhiều những cái chip nhớ sử dụng, thậm chí là cùng là RAM Kingston Fury Beats nhưng khác lô, thậm chí là cái chip nhớ bên nhau sử dụng cũng khác nhau. Và để cho anh em nào mà không hiểu biết nhiều về công nghệ thì anh em chỉ cần mua những cái kit mà kit đôi như này có sẵn hoặc là mua cùng lô thì chắc chắn gần như là những cái chip nhớ bên trong cũng sẽ có đầy đủ và giống nhau. Vậy thì với những chip nhớ bên trong ở đây thì khi mà chúng ta ép xung RAM DDR5 mà burst cao nhưng chúng ta vẫn thích ép xung thì khi mà ép xung thì sẽ như nào? Thực ra thì cái khả năng ép xung của DDR5 hiện tại là nó như anh vừa nói, nó phụ thuộc khá nhiều yếu tố. Và cái cách mà khiến về kỹ thuật, về kỹ năng cũng như là về cái yếu tố mà liên quan đến việc tweak, liên quan đến về thăng minh, xung nhịp thì nó khác nhau so với DDR4 khác. Vì như anh nói, sự thay đổi quan trọng nhất là còn liên quan đến cái chip BMIC đấy đó, cũng như là cách mà DDR5 nó sử dụng về đặc tả kỹ thuật ấy. Thì khi mà nếu như ép xung thời chưa điểm trước ấy thì chúng ta sẽ thay đổi trí tham minh thôi là có thể lên nhanh được. Nhưng mà đối với lại DDR5 chúng ta cần phải là điều chỉnh khá thành phần, đặc biệt trong đó điều chỉnh cả cái điện áp của BMIC. Và cái chủ đề về ép xung này thì mình sẽ nói qua một cái clip khác, vì mình cũng đã thử nghiệm cái DDR4 DDR5. DDR5 phải công nhận là một điều là nó gây khó khăn cho bản thân mình cũng như một số tester có kinh nghiệm khá là nhiều. Và tất nhiên kết quả đạt được thì đương nhiên là cũng sẽ rất là làm thỏa mãn. Khi đấy chúng ta có thể biết rằng cái chế độ anh nhớ là chỉ đơn giản này tweak tốt thì cái băng thông và độ trễ của cái bộ nhớ RAM DDR5 tăng rất là kinh khủng. Độ trễ có thể giảm dưới 50 nano trên giây. Và cái mức mà băng thông đọc ghi có thể trên 100.000. Chỉ có khoảng 80% cái CPU hiện tại trên thị trường có thể khả năng điều khiển bộ nhớ RAM có 6.000, băng thông là 6.000 mega transfer trên giây thôi. Còn 20% còn lại thì là hình xui. Vậy lên đến 6.400 là khá cao. Nếu mà anh em không biết 6.400 cao như nào thì mình chỉ nói là con số thôi. Với RAM DDR4 anh em mua trên thị trường bây giờ, burst RAM trung bình cũng chỉ từ 3.000 cho đến 3.200 thôi, nên 6.400 là khá cao. Còn những cái thanh kit RAM mà DDR5 anh em cắm vào không bật cái gì cả thì cũng đã nhận được cái burst RAM là 4.800 theo như quy định rồi. Thế thì chủ đề về RAM ngày hôm nay của mình và anh Tiến đã kết thúc ở đây rồi. Nếu như anh em nào mà có câu hỏi thì đừng quên để lại ở ngay dưới phần bình luận video, mình sẽ vào giải đáp thắc mắc cho anh em. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.